Hello, xin chào bác nha. Mời các bác cùng theo thuyền em ra khơi nào, chinh phục mực cá nào. Hôm nay thời tiết rất là đẹp các bác ạ. Đây, trước khi ra khơi, việc đầu tiên là em review con tàu em đang đi trước nhá. Đây là con tàu lòng bắt quái các bác ạ. Đây là cảng Đồ Sơn các bác nhá. Em bắt đầu chạy ra khỏi cửa các bác này. Các bác ạ, đây là cửa đèn Bà Đế các bác nhá. Trước ra trước vào rất là tấp lập. Ôi, mời bác ra khơi đánh bắt mực cá cùng em nhá. Bắt đầu ra khỏi cửa nhá, nhờ chiếc tàu đón những cơn sóng đầu tiên. Tàu đang rẽ phải quá. Các bác ạ, đây là đèn Bà Đế của Đồ Sơn các bác nhá. Một ngôi đèn rất linh thiêng của Bà Đế. Các bác đã đến Đồ Sơn lần nào chưa ạ? Đã du lịch ở Đồ Sơn chưa ạ? Cảnh sông nước ấy. Giờ em chạy ở chỗ trong cái này ra các bác nhá. Trong cửa của làng cửa biển Đồ Sơn ra các bác nhá. Đây là anh Tùng chủ tàu các bác nhá. Anh em đang lái vào chân. Tàu ơi, dài bao nhiêu mét anh Tùng? 16 mét rưỡi, ngang rộng bao nhiêu? Ngang rộng bao nhiêu? 50 mét mốt. Máy 4550. Máy răng ma. Đấy, một số thông tin cần thiết các bác nhá. Đây là từ cabin nhìn lên mũi tàu các bác. Đây là những đồ để sục để làm sống hàng các bác ạ. Thời tiết này rất là mát. Đây là bên trong cabin các bác ạ. Thiết kế lối đi rất là rộng rãi thoáng này. Đây là ngăn bếp. Đây là giường ngủ các bác ạ. Thiết kế 2 tầng. Tầng dưới ngủ được 3 anh em. Tầng trên ngủ được 5-6 anh em. Đây ra phần lái tàu các bác ạ. Bà Đế kia. Đây là khu nghỉ dưỡng Đồ Sơn, khu du lịch Đồ Sơn. Các bác nghe tiếng máy răng ma nổ giòn không ạ? Đây là bên bè các bác này. Bây giờ thuyền trưởng đang tăng tốc các bác nha. Đang chạy 6 lít 3 giờ kéo ga chạy chục lý các bác ạ. Đấy. Các bác nghe tiếng máy thích không? À chưa? Sóng cuộn chưa? Yeah. Hy vọng chuyến khơi mới nhiều hàng, nhiều mực cá nào. Ôi, lái giờ cắm xuống mũi rộng lên. Chưa bác?
Máy Yamaha 450. Wow. Đôi lúc thật tiêu êm luôn nè. Đấy. Wow. Yeah. Thấy chưa? Cá nhảy thấy chưa bác? Nhảy mạnh thế nào. Cá đâu nhảy mạnh lên. Wow. Thấy chưa? Nhiều chưa các bác, biển Việt Nam mà rất nhiều cá.